chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Hôm nay là anh Tiên dắt đi đúng không? Đúng rồi. Và ngày hôm nay nhân vật mà chúng ta đến để mà thăm, đây cũng là một người bạn của Tô Đình Khánh và là bạn của Nguyễn Chánh Tính, mà có lần mà hai anh em mình cũng đã gặp dạ, rồi. Dạ đúng rồi. À, đây là những anh em trên chiếc xe lăn. Và nhân vật ngày hôm nay chúng ta sẽ đến thăm đó chính là thầy giáo xe lăn. Và thầy giáo xe lăn là ai? Mời quý vị hãy cùng theo chân Quốc Thượng và Ngọc Lan. Tí em. Đây nè. Wow. À, em vô đây em thấy có cái gì đó nó lạ lạ không Lan? À, em thấy nãy giờ mình đi cái đường đó, toàn là dốc không mà không có bậc tam cấp. Đúng rồi. Tại vì thầy giáo xe lăn phải đi bằng xe lăn. Đúng đâu rồi. Sao mà lên bậc tam cấp rồi, được. Đúng rồi, không? Đúng rồi. Đây, tới rồi, tới rồi. Chào anh Quốc Thuận và chị Ngọc Lan. Chào thầy giáo. Chào thầy Lâm. Chào cô giáo. Trước tiên là anh xin thay mặt chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà, và trước khi bước vô nhà anh có món quà tặng cho Lâm. Quý quá, cảm ơn các hai anh chị nha và chương trình nha. Thì bây giờ mời anh chị vào nhà của em nha. Để không mời anh cũng vô nữa. Mỗi lần đi đâu ra ngoài cả nhà thì cái khó khăn nhất của Ngọc Lâm chính là việc lên xe và xuống xe. Nhưng mà không sao đâu, tại vì mọi lúc mọi nơi đi đâu cũng có vợ xinh đẹp thế này đồng hành thì rất là vui cả nhà. Sao? Mới bước vô đây thì đang có một cái cảm nhận như thế nào? Căn nhà rất là nhiều màu sắc. Đúng vậy. Nhiều niềm vui luôn. Ở đâu cũng có thể trang trí bằng những cái bông, những cái hoa, những cái cây rất là dễ thương. Trước mắt em có một cái phòng rất là ấn tượng. Đó. Phòng tổ hôn. Phòng cái màu hồng. Cái phòng này là vợ em trước khi đám cưới cách đây 4 năm trước, gần 4 năm trước là tự tay mua vải về cắt may trang trí cái phòng này. Và cái ông phòng đó là phòng tân hôn, tới bây giờ tụi em vẫn giữ nguyên. Là vẫn còn tân hôn luôn đúng không? Đúng rồi. Ở đây em thấy có một cái hình. Dạ. Thưa quý vị, đây có lẽ là thầy giáo của chúng ta khi mà chưa gặp tai nạn. Dạ đúng rồi. Cái tấm hình này của em là chỉ còn một tấm duy nhất cái thời sinh viên này. Là em chụp xong cái ngày 20 tháng 11 ở trên trường xong á, em về Bình Phước về nhà cô em thì 2 ngày sau em bị tai nạn. Đó, là chỉ còn có tấm hình này duy nhất. Thật sự là Quốc Thượng rất là bất ngờ vì không nghĩ rằng là thầy giáo xe lăn Nguyễn Ngọc Lâm lại có một cái tổ ấm mà nó rất là màu sắc nè, rồi ấm cúng nè, và như Ngọc Lan nói rất là đáng yêu. Nhà này là trong làng may mắn. Vì sao mà Lâm lại có một cái suất ở trong ngôi nhà này? Thì ngày xưa là em sinh vào cái trung tâm nhà may mắn để tập vật lý trị liệu và học nghề. Sau 10 năm học được nghề rồi đấy và có công việc rồi thì mình tái hòa nhập ra cộng đồng. Thì ở đây trung tâm cũng có xây một cái khu làng như thế này để cho những người mà hòa nhập ra như em đấy. Nếu mà lúc nó còn phòng thì cho mình thuê ở trong đây, hỗ trợ cho mình thuê trong này. Thứ nhất là cái sinh hoạt nó phù hợp, nó đi lại, anh thấy xe lăn đi nó dễ dàng. Và cái hệ thống vệ sinh của toilet các thứ, phòng ăn rồi chỗ sinh hoạt của mình á, nó phù hợp với người xe lăn. Và trung tâm cũng hỗ trợ cho mình thuê với một cái mức giá cũng rẻ hơn bên ngoài. Là ở đây là hiện tại là em đang thuê. Đúng rồi, cái này là cả điện nước nữa, một tháng 2 triệu trở lại. Như vậy là cũng quá hỗ trợ cho các bạn rồi. Lâm ở đây là từ khi nào, từ năm mấy? Em ở đây từ tháng 9 năm 2016. 2016 là lúc đó là đã có vợ chưa? Đó là đã kết hôn rồi mới anh lên đây. Ở đây thì Lâm ở với vợ rồi với ai nữa, có ai nữa không? Là ở đây hai vợ chồng em ở và cũng mới đón mẹ vợ của em 83 tuổi ở quê Bến Tre mới vào lên ở cùng.
Anh hỏi thiệt nè, với công việc làm thơ thì chắc có lẽ là cái thu nhập không có bao nhiêu cả, mà hầu như là thầy giáo xe lăn là chỉ làm thơ để tặng nè. Ngoài ra thì công việc của em là thì còn có công việc nào khác để có thêm một cái nguồn thu nhập nữa không ạ? Trước tiên là làm thơ. Thơ thì nó giống như là một món ăn tinh thần của em từ cái lúc em bị tai nạn đến sau một thời gian đó. Thì cũng nhờ thơ mà em vực dậy được tinh thần. Thì em viết thơ rất là nhiều, tự động viên mình và chia sẻ về cuộc sống cha mẹ gia đình mọi người. Có mấy lần thì in thì cũng bán, mọi người ủng hộ cũng được một thời gian thôi. Sau này là em làm bán hàng online thêm để tạo công việc cho hai vợ chồng tại nhà. Tại vì khi mà vợ em về với em sống thì vợ không có thể đi làm công ty được nữa, phải ở nhà làm mà chăm sóc em. Tại vì em lúc nào cũng phải 24/24 có người kế bên để mà chăm sóc phụ này kia đấy, chứ em không có tự làm được cái gì hết. Và em làm thêm các công việc quảng cáo về bất động sản. Trời ơi, thấy dữ chưa? Anh với Lan là có rất là nhiều điều mà muốn hỏi, nhưng mà không lẽ giờ ngồi đây có những chuyện với lại có mặt anh em không hỏi được. Không hỏi được, cho nên mình chia đi. Đúng rồi. Cho em bắt cặp á. Em đi với Thơ. Rồi, anh ngồi đây với bạn Lâm. Rồi. Nha. Ngày xưa hai bạn yêu nhau, Lan nghĩ chắc là cũng khó khăn vất vả lắm đúng không? Đúng rồi ạ. Gặp nhau trong hoàn cảnh nào? Lần đầu thì em lướt Facebook á, thì em thấy tên Facebook của anh Lâm là Thơ Ngọc Lâm, và thấy cái hình đại diện là ngồi xe lăn thì em thấy cũng tò mò, cho nên vô Facebook anh xem và đọc được những cái vần thơ của ảnh rất là hay và tình cảm, cho nên em cũng mến. Khoảng thời gian dài hai đứa em cứ nhắn tin rồi điện nói chuyện, cho nên cũng hiểu phần nào về cái cuộc sống của ảnh và cảm thấy thương ảnh á. Giống như đang tuổi sinh viên đẹp mà lại bị một cái tai nạn ập đến và ảnh phải ngồi xe lăn. Cái thời gian đầu để mà tìm hiểu nhau á, thời điểm đó là Lâm có tích cực trong cuộc sống không, hay là những cái lúc, những cái mà Lâm chia sẻ với em nó rất là đau khổ, nó rất là buồn để khiến cho em phải mũi lòng? Thì nghe ảnh kể về cuộc sống của ảnh cái cuộc tai nạn đó, nghe có vẻ là rất là đáng thương và tội nghiệp, nhưng mà ảnh luôn có một cái tinh thần giống như là luôn vui vẻ lạc quan, chứ không có mà kể kiểu mà bi thảm hay là tiêu cực. Anh suy nghĩ rất là tích cực và nói với em là sẽ cố gắng vượt qua và sẽ hướng đến một tương lai tốt đẹp. Trước đó là em có bạn trai chưa? Dạ cũng chưa. Chưa yêu ai hết hả? Em đi làm cũng quen một số người nhưng mà cảm thấy không có hợp. Chị hỏi cái này nó hơi tế nhị chút xíu, nhưng mà nếu như thời điểm đó ở chung quanh em có những cái người khác đang đeo đuổi em, thì em có đưa ra một cái quyết định nó khác với cái quyết định ở thời điểm đó không? Chắc là không. Tại vì em cũng tiếp xúc và gặp rất nhiều người, nhưng mà cảm thấy cái cách sống người ta nó khác em lắm, không có giống em, nên chung là không có hợp á. Với anh Lâm thì em thấy là giống như là tìm thấy chính mình trong anh vậy đó. Wow. Đây mọi người nhìn xem, hai anh em chúng tôi đang ngồi ở tại một cái khuôn viên nó rất là nên thơ và hữu tình, mát đúng không? Với một cái phong cảnh như thế này thì chắc có lẽ là anh hỏi về một cái đề tài này, anh nghĩ là nó hợp nè. Hữu tình mà, thơ có phải là mối tình đầu của em không? Là không, thực ra là trước khi quen thơ là em đã trải qua hai mối tình, là em đã bị thất tình hai lần rồi anh. Em cũng là một người khuyết tật của xe lăn rồi mà ví dụ những người bình thường khác, con trai khác khi yêu thì cũng có những cái mất tự tin, chứ đừng không nói cho em. Nhưng mà lúc đó em cũng may mắn có duyên gặp được mối tình đầu tiên khi ngồi xe lăn, đó là cái cô nàng điều dưỡng. Lúc đó em nằm ở bệnh viện 115, thì cô cũng là một cái điều dưỡng đi thực tập ở đấy, mỗi ngày xuống chích thuốc cho em ấy, thì nghe em hát em làm thơ thế thì quý mến em rồi thương em. Đấy, sau khi em xuất viện được mỗi ngày làm xong công việc là cô ấy lại bắt xe buýt tới trung tâm để thăm em và chăm sóc em. Mà tụi em cũng quen nhau được khoảng mấy 8 tháng, 1 năm thì tụi em cũng chia tay. Tại vì bạn ấy phải về quê làm tiếp vào bệnh viện làm công việc, là cũng vì cái hoàn cảnh của em với áp lực gia đình xã hội đấy. Cho nên là mối tình đầu tiên là nó cũng đi qua một cách nhanh. Nhưng mà cái lúc mà chia tay như vậy á, chắc chắn là em sẽ rất là đau đúng không? Thì lúc đó cũng em cũng buồn lắm anh, nhưng mà mình cũng suy nghĩ lại là mình cảm thấy là mình còn được sống là may mắn rồi, và mình có cái cơ duyên để gặp được cô ấy một thời gian như vậy cũng là một cái niềm vui rồi. Với lại người ta đến với mình á sẽ có nhiều áp lực. Có phải là do em gặp một mối tình tiếp theo không? Đúng rồi, thì sau một thời gian em sẽ gặp mối tình thứ hai. Là thơ? Không, chưa luôn. Dạ, nhưng mà cũng chỉ được một năm thôi anh. Là đến lúc gia đình cô biết rồi, bạn bè rồi, áp lực mọi người, thì cái mối tình nó cũng tan vỡ. Em lại tiếp tục rơi vào một cái trạng đúng thái rồi, là tổn thương. Mối tình thứ hai em cũng rất là đau, tại vì mình đã từng bị một lần rồi, mà lần thứ hai này nữa thì nó lại càng tổn thương mình hơn. Nhưng mà em vẫn không có gục ngã, em vẫn nghĩ là
Tại vì mình còn gia đình, mình còn người thân. Mình còn được sống. Đúng rồi, và còn một em trai của em lúc đó cũng đang ở cùng em ở trong này để đi học nữa. Thì mình em không được phép yếu đuối, em không được phép mà suy sụp. Cho nên em cũng kìm nén và chấp nhận. Mình cũng phải để cho cô ấy ra đi. Thì em suy nghĩ là thôi mình cứ sống cho tốt và mình cố gắng học, mình kiếm được công việc làm. Em vẫn tin là một ngày nào đó em cứ sống tốt đi, một ngày nào đó em sẽ gặp được một người như ý. Và người như ý đó đã xuất hiện. Đúng rồi, khoảng 3 năm sau, 2013 là bắt đầu là em gặp Thơ, quen Thơ. Đầu hai đứa quen nhau thì cũng nghĩ chỉ là bạn thôi. Nhưng mà những cái lần gặp đầu tiên thì em rất là có một cái ấn tượng, là em có cảm giác là giống như cái người này, nàng Thơ này giống như là cái người mình rất là thân thuộc, rất là gần gũi. Và giống như mình có cảm giác là người này sẽ là một người đồng hành cùng với mình trong suốt cả cuộc đời. Cho nên là em với Thơ cũng đến với nhau một cách rất là chân thành. Và Thơ là một người yêu thơ, viết thơ. Và em cũng là người yêu thơ, viết thơ. Hai vợ chồng em quen nhau trên đồng Facebook điệu. Và đối đáp thơ với nhau qua lại. Cho nên em với vợ em rất là đồng điệu về tâm hồn. Và cái lối sống cũng tương đồng với nhau. Cho nên là tụi em rất là hòa hợp và tụi em đã yêu nhau. Những lúc em đau, em bệnh thì Lâm có nhiều cái sự hỏi han, động viên. Thế Lâm có chăm sóc được cho em nhiều không? Anh thiết thật nặng mà, cho nên là anh công việc giống như là tay chân là anh không có chăm sóc em được vấn đề đó rồi. Nên là anh chỉ có lời nói động viên, này, hỏi thăm này kia. Nói chung là làm mình cảm thấy rất là ấm lòng khi mình đi làm xa quê, xa gia đình á. Cảm thấy có người quan tâm thì mình cảm thấy rất là thương. Nhưng mà thời điểm đó thì chị nghĩ là gia đình em ít nhiều gì cũng sẽ có người phản đối. Dạ, lúc đó thì hai đứa em quen nhau trong vòng 5 năm là không có nói gia đình biết. Về phần anh Lâm thì ảnh cũng trước khi mà gặp em thì cũng đã trải qua 2-3 mối tình rồi. Cho nên ảnh cũng có kinh nghiệm là mấy mối tình kia là ảnh giống như là ảnh báo trước gia đình này kia. Gia đình hai bên cũng biết á, gia đình bên bạn gái thì sẽ cấm cản. Tại vì không có muốn con mình quen một người khuyết tật khổ á. Cho nên lần này ảnh bàn với em là hỏi hai đứa quen nhau thì hãy giấu gia đình đi. Khi nào mình ổn định về kinh tế, lo được cho gia đình, lo được cho bản thân thì mình hãy báo. Về phần em thì em cũng nghĩ vậy, vì mình cũng chưa có gì trong tay hết. Mà mình lại báo gia đình thì gia đình cũng giống như là nghĩ mình suy nghĩ bồng bột. Cho nên mà mới gắn bó thôi, chứ cũng chưa có gì để mà cảm thấy mà tin tưởng được. Nhưng mà đến khi em báo với gia đình thì sao? Nói chung là ảnh là người khuyết tật nhưng mà ảnh sống tích cực, lạc quan, lại biết lo gia đình, rất là thương con. Cho nên mẹ nó, con chọn thì con mẹ cũng chịu theo, nhưng mà sau này khổ thì con chịu chứ mẹ không có giúp được, tại mẹ cũng lớn tuổi rồi á. Nói chung là cũng khóc nhưng mình cũng kìm nén lại, sợ mẹ sẽ buồn hơn á. Nhưng khi mà mình quyết định mình kết hôn với cái người đàn ông đó mà với cái hoàn cảnh như vậy, em có sợ không? Em nếu mà nó không sợ thì đúng là cũng dối lòng á. Nhưng mà khi mà về sống cuộc sống sau hôn nhân và trải qua 9 năm trời bên nhau á, giống như những lần mà bệnh hoạn ốm đau, thì mình cảm thấy mình vừa trải nghiệm thực tế thì mình cảm thấy là cái nỗi sợ đó đúng là khủng khiếp. Nhưng mình thương thì mình cũng cố gắng và vượt qua hết ra chị. Tại vì thường cái người bệnh á, họ sẽ bị khó chịu lắm. Mà nhất là đàn ông mà cái di chuyển của họ nó khó khăn như vậy á, thì họ sẽ rất là tập tính. Khi mà cái cảm giác bất lực nè, rồi cái tiêu cực nó ập tới thì họ sẽ rất là khó chịu. Thế thì có bao giờ mà trong suốt 9 năm qua, những cái lần mà Lâm bị cảm xúc nhiều quá, Lâm bị nóng tính, Lâm khó chịu thì nó có làm cho em buồn không? Hằng ngày là anh hay đau hay mệt lắm. Cho nên cái chuyện nó giống như là cơm bữa luôn. Mới đầu thì mình cảm thấy cũng hơi bực bội, khó chịu. Thì mình nghĩ mình đến mình chăm ảnh như vậy mà có lúc ảnh đau, ảnh nhăn nhó mình á. Nhiều khi ảnh cự mình quạo đó. Dạ, quạo quạo á. Thì em cũng bực, nhưng em cũng nhiều khi em cũng nạt lại. Rồi các em cũng suy nghĩ, không có chân tay đầy đủ như mình. Mình có chân tay đầy đủ hay mình chịu cực một tí. Thì mình thương ảnh, mình cố gắng thôi. Rồi từ từ em cứ suy nghĩ mỗi lần mà ảnh khó chịu hay là quạo hay gì đó thì em cũng nhủ trong lòng mình vậy đó, rồi em cũng im lặng, rồi từ từ cũng quen. Nói chung thì anh cũng hiểu em như vậy, cho nên anh cũng bớt lại. Hay những lúc mà Thơ mệt mỏi thì cái việc mà chăm sóc em á chắc chắn nó sẽ không có được như những ngày thường. Dạ đúng. Vậy thì những lúc đó thì em cảm thấy như thế nào? Thì em hay nói trong lòng á là mong cho vợ đừng có bệnh. Đa số là em bệnh thì vợ em chăm được em, nhưng mà khi vợ em bệnh thì em không chăm được. Có khi nào nhìn thấy vợ bệnh mà mình không làm được gì không? Dạ có những lúc là vợ em bệnh nằm sốt, ho cảm đó thì em cũng không có
giúp được gì, nhưng mà em chỉ cố gắng động viên vợ là một là chạy đi mua đồ ăn, mua cháo cho vợ bằng cái xe này, rồi đi mua thuốc cho vợ. Đó thì em chỉ biết làm như vậy thôi, hoặc là nhờ người khác mua những thứ vợ có thể dùng được, trái cây các thứ đó để bồi bổ cho vợ đó, và mua sữa cho vợ đó. Thì em chỉ làm những công việc như thế thôi, chứ em không có thể tự tay mình nấu được miếng cháo đó. Nghĩ những lúc đó mình cũng rất là buồn, nhưng mà được cái vợ em cũng rất là một người con gái, cũng tuy là có rất là nặng về tình cảm nhưng mà cũng rất là mạnh mẽ. Khi bệnh thì vợ em cũng không có nỡ nằm luôn đấy, mà cứ yếu nó cũng cố gắng vậy để lo cho em cơm nước rồi các thứ. Anh thấy em rất là xúc động. Dạ. Lúc đó tự nhiên thấy mình. Dạ. Tại anh hiểu được cái cảm giác đó của em. Giá như mà trong nhà có thêm một người nữa thì nó sẽ đỡ biết mấy. Anh nói ví dụ như những người bạn của em, Khánh thì vẫn còn có đôi tay, nhưng mà Lâm thì những lúc mà vợ rơi vào những cái tình huống như vậy, em có nghĩ những ngày sắp tới thì mỗi một ngày tuổi nó càng lớn hơn, rồi vợ lại chắc chắn sẽ không có được cái sức khỏe như bây giờ, thì lúc đó như thế nào? Tụi em cũng có nghĩ như vậy, nhưng mà nhiều khi mình cứ nghĩ nhiều quá thì lại đâm ra lo và buồn. Cho nên là vợ chồng cứ động viên nhau là cố gắng ăn uống giữ gìn sức khỏe và sống lạc quan vui vẻ. Thì ba mẹ em cũng thỉnh thoảng vào đây phụ chăm sóc với em một thời gian rồi ba mẹ lại về. Em cũng có hai đứa em trai ở trong này. Nhưng có những lúc em trai là như thế nào? Em trai của em là một đứa là kế em và một đứa Úc. Người em kế em là ngày xưa nuôi em ở trong này ở bệnh viện mấy năm trời đó anh. Là Úc bây giờ đang làm trong đây. Còn Úc thì sau này 2013 em về em đưa vào đây đi học. Rồi bây giờ cũng mới ra trường cũng đang đi làm trong này. Thật ra vẫn thấy được một cái tia sáng. Dạ. Vẫn còn thấy được một cái gì đó, mình còn có rất là nhiều cơ hội để mà được có sự quan tâm, mà nhất là những người thân của mình. Trong suốt 9 năm bên nhau, hai bạn cũng khá khó khăn về kinh tế đúng không? Dạ đúng không? Cũng hơi chụp đó. Có giai đoạn nào mà nó khó đến mức mà nhà không có đồng bạc nào để tiêu không? Lúc đó em bệnh nè, rồi cái thất nghiệp á. Hồi những lúc đó em cũng buồn tuyệt vọng. Em nói anh làm thì chắc là em phải đi chỗ khác làm để mà có thêm thu nhập em còn phụ gia đình nữa. Ảnh thì cũng sợ em đi xong rồi em đi luôn á. Hai đứa không có gần nhau, tôi nói là xa mặt cách lòng. Thì đi luôn, không ở bên nhau để mà tiếp tục cái mối tình này nữa. Cho nên em tính bỏ đi mà gặp ảnh hoàn cảnh như vậy, cho nên em không bỏ lại. Giống như là trời xui đất khiến không có bỏ đi được. Em buồn đến nỗi mà em khóc, em làm nguyên cái bài thơ. Em đã khóc. Em không có đọc không? Có. Nói chung là cái thời gian mà quen nhau là những cái cảm xúc gì là em đều, hai đứa đều viết bằng thơ. Thế là anh cũng tìm đủ mọi cách, ảnh động viên em mà khuyên em, rồi cũng như là nếu mà thiếu một tiền bạc thì cũng nhờ hỏi bạn bè thân của mình á mượn đỡ, sau đó là làm trả, rồi cũng vượt qua hết. Dạ, tất cả cũng vượt qua. Thật ra thì khi bây giờ kia mà em kể lại với chị với một cái tâm thế nó rất là thoải mái, có lẽ là em học được cái sự tích cực này từ phía Lâm. Dạ đúng rồi. Hầu như là nó đè lên cái đôi vai của một người phụ nữ ốm yếu như thế này. Khi mà em đến với Lâm, em quen Lâm là em cũng đã biết đây là một cái người đàn ông có, nói chung là cái khiếm khuyết về cơ thể nó tới 70% lận. 97%. Mà sau này em mới biết chứ, lúc đó em không biết. Lúc mới quen là không biết. Dạ. Cũng không thể sinh hoạt vợ chồng được. Dạ. Thế thì em có nghĩ về vấn đề con cái không bé? Lúc đầu thì em nghĩ đến với ảnh thì em cũng không nghĩ quan trọng về con cái. Mình có thì tốt, không có thì sau này mình sinh con nuôi cũng được. Hoặc là hai đứa cứ sống như vậy, nói chung là giữ sức khỏe và sống giống như cái số mình thôi. Bây giờ thì chị sẽ trả không gian lại cho em để em làm cơm nước. Rồi. Chứ chị không vô bếp được nha. Thì với cái tình trạng của em vậy á, thì nó có ảnh hưởng đến cái đường con cái hay không? Là thực ra em đã mất đi 97% sức khỏe rồi. Cái vấn đề về con cái nó cũng bị ảnh hưởng, cho nên em không có thể sinh con với một người bình thường mọi người được, mà phải đến bệnh viện để nhờ bác sĩ hỗ trợ. Cái đó thì cũng làm rất là tốn kém. Năm vừa rồi vợ chồng em cũng có đi một lần rồi, đang chuẩn bị làm các thủ tục và cũng xét nghiệm thứ rồi, nhưng mà chuẩn bị tiến hành tiếp thì lại dịch bùng nổ, thì tụi em phải ngưng tới bây giờ. Và bây giờ thì lại đón mẹ lên để chăm sóc, cho nên cũng chưa có thời gian và tập trung được kinh tế. Anh nghĩ là cố gắng sắp xếp để mà đi cho sớm, tại vì mỗi một ngày mình càng lớn tuổi mọi thứ nó sẽ không có được tốt như sức khỏe bây giờ. Tụi em cũng suy nghĩ tới vấn đề đó, cho nên em cũng nói là thôi, cũng con cái thì mình cứ cố gắng, nhưng mà cũng tùy duyên, làm công việc nhiều hơn mà có thêm thu nhập
để mình có thể có một cái kinh tế ổn định đó, để mình hỗ trợ cho vợ đỡ lo lắng, chỉ biết cố gắng như vậy thôi anh. Đó là một cái động lực rất lớn mà cho tới bây giờ anh Thuận mới hiểu được vì sao Lâm và Thơ đã có một cái sự cố gắng. Mặc dù như thế này nhưng mà hai vợ chồng phải nói là làm việc xuyên suốt luôn. Thôi, bây giờ anh em mình lên ăn cơm. Dạ đây là mẹ của em, Tết năm nay là 83 tuổi thôi. Mẹ thứ mấy? Dạ. Thứ tư. Con chào mẹ bốn. Dân miền Tây mình phải gọi là má tư chứ. Rồi, con chào má tư. Rồi, bây giờ cho con hỏi nè, tai mắt mũi họng đồ vẫn ổn đúng không? Ổn luôn không? Mắt thấy rõ không? Không được rõ không mà. Không được rõ, bây giờ con đố nha. Con xin phép nha, con xin phép con đố nha. Mấy ngón? Bên nào là biết, mấy là biết rồi đó. Chơi rờ. Không chơi rờ nha. Ăn gian mày, ăn gian. Ba ngón mà. Trời ơi, rờ. Trời ơi, con má tư bây giờ còn có hai cái răng. Ủa má tư lên đây hồi nào vậy? 3 tháng rồi. Ở trên này quen không? Cũng quen rồi. Ở đây với ở dưới Bến Tre má tư thích ở đâu hơn? Ở chỗ nào cũng thích luôn. Ở dưới quê giờ còn ai má tư? Thì còn hai đứa con với hai bạn trai. Má tư lên đây má có nhìn thấy hình ảnh đồ như là thấy cái cuộc sống của con gái mình với con rể mình thì má tư thấy làm sao? Cuộc sống nó cũng lo cuộc sống vậy nên má tư cũng mừng. Rồi giờ sao đây để cơm nhiều hoài má tư không? Dạ bây giờ mời mẹ và mà anh chị cùng mời mẹ cơm. Mấy anh chị cùng cơm nha. Mẹ mời bắt các con ăn luôn cho luôn. Không mời má tư ăn cơm nha. Ủa nhưng mà Lâm ơi, em là tự ăn được không Lâm? Em mỗi lần ăn là phải vợ phải đeo cái nẹp vào đây này, có cái muỗng cột là mới múc được. Mỗi xa là vợ hay hỗ trợ cho ăn luôn. Em thấy người phụ nữ hạnh phúc không? Một bên là mẹ, một bên là chồng. Thật ra đó nghe, có những người phụ nữ người ta thèm cái cảm giác đó, nhưng mà không được. Đúng. Lâm ơi, em có bao giờ mà mỗi khi em bị mệt hoặc là mỗi khi em muốn lấy gì đó em lấy không được, em cố gắng em lấy rồi em té chẳng hạn, em cảm thấy bị bất lực rồi em bị khó chịu, cọc cằn rồi quay qua nạt nộ vợ? Ít khi lắm chị. Nói chung là em quen rồi. Tại vì ngày xưa khi mà em ở trung tâm á, ở đông mà mọi người mà chăm sóc rồi các thứ thì mình cũng phải tập thành quen, là khi mình lấy không được cái gì mình áp lực thì lúc đó mình tự ngồi mình nghĩ là thôi mình phải chấp nhận, mình đừng không có nên nổi nóng hay là bực tức gì với vợ. Và vợ em thì cũng rất là chu đáo, thấy em mà lấy cái gì hay làm cái gì không bất cứ không được là vợ em sẽ không cần em kêu, là vợ em để ý là sẽ lại làm cho em. Cái lúc mà em mới bị tai nạn rồi sau đó là coi như là mình vượt qua cái cửa tử đó, thì lúc đó nó như thế nào em? Khi mà em bị tai nạn xuống thì cấp cứu đi bệnh viện Chợ Rẫy á. Chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy thì em hôn mê lúc nào không biết. Đến sáng mai tỉnh dậy thì mới biết là mình đang nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy. Thì lúc đó là em bị gãy cổ, gãy vỡ hai đốt sống cổ, C3, C4, nó sát gần não luôn. Nếu mà lên một chút xíu nó là xem như em hôn mê thôi không biết gì. May mắn là em mới nằm đến đốt thứ 3, thứ 4 thôi. Và lúc đó bác sĩ nói là em phải phẫu thuật. Nhưng mà trước khi phẫu thuật á, người ta phải đeo cái tạ cho mình để kéo cái đầu mình về đằng sau cho nó giãn cái xương cổ ta. Lúc đó thì sau đó mới phẫu thuật được. Đúng rồi, tại vì khi mà mình gãy cái xương đó chỉ là cái cổ nó mới bị trùng xuống và nó đâm vào tủy mình, cho nên nó đã bị chèn ép các dây thần kinh, cho nên toàn thân em là liệt hết, mất cảm giác. Thì bác sĩ nói là bây giờ phải khoan hai cái vô lông giống như là hai cái đinh ốc á vào trong chỗ cái xương khớp của xương hàm với xương sọ của mình để mà kéo cái cục tạ 10kg về đằng sau cho cái cổ nó giãn ra. Thì lúc đó nếu mà bác sĩ nói em đã bị liệt hết rồi mà bây giờ nếu mà gây mê các thứ cho em lung tung nữa thì em sẽ bị coi như là em sẽ ra đi luôn đấy, cho nên là chọn là phải khoan sống đó. Trời ơi, vì lúc họ khoan vào đau quá như thế nào thì em ngất đi lúc nào không biết. Thì lúc tỉnh dậy thì em chỉ biết mình nằm giống như thế là mình cảm giác đau quá đó, tại vì khoan ở đây là mình sát não rồi mà thì nó rất là đau, cho nên là chỉ biết nằm rên thôi. Và mỗi lần gặp bác sĩ thì cứ năn nỉ bác sĩ là cho tôi thuốc mê thuốc tê, giống như lúc đó em là em sáng rồi đó, và kéo trong vòng cả 10 ngày đó. Thì sau đó là bác sĩ mới đưa vào phẫu thuật. Thì phẫu thuật thì bác sĩ cũng nói là em cũng là phải gia đình phải ký giấy 50-50 thôi, tại vì em bị rất là nặng.
Bác sĩ nói là có thể mổ là cũng không qua khỏi, nhưng mà gia đình em nhất quyết là phải cho em mổ cứu tới cùng. Nếu không được thì có chết tại bệnh viện thì đưa về thôi, chứ không có đưa về. Thì bác sĩ chấp nhận mổ, và sau khi mổ xong ra thì em được đưa vào cái phòng cấp cứu đặc biệt ở cái khoa ngoại thần kinh lầu 3 của Chợ Rẫy đó. Mà cái phòng đó là phòng kinh khủng nhất của bệnh viện Chợ Rẫy. Trong đó là toàn là những người bị chấn thương não nặng, nằm hôn mê bất động. Và khi em mổ ra là miệng hai mũi của em thì cá bóng, em yếu thở không được, mà người ta đặt luôn cái ống ở trong phế quản của em trong này luôn, là ba ống. Và em nằm thì một thời gian thì lỡ cái cằm luôn, chảy máu, rồi đầu cũng bị lỡ lét, rồi phổi thì cũng bị viêm nặng. Mỗi ngày là cứ phải người ta đưa ống vào hút máu mủ ở trong họng của em ra. Và bác sĩ nói là có thể cái tình trạng này còn sống thì nó phải kéo dài suốt cả đời. Và bác sĩ ngỏ ý là em ở đây điều trị như thế thì gia đình chỉ có tốn kém thêm thôi. Cái thời năm 2004 đó anh, mà mỗi ngày bố em phải đóng 2 triệu một ngày. Bố em phải đi vay mượn ở ngoài, ở trong, vay tất cả mọi người để cứu chữa cho em. Và lúc đó em nằm đó, ở trong bệnh viện mỗi ngày em đều thấy, chứng kiến mấy người ra đi. Đó, cho nên lúc đó em nằm ở đó em nghĩ là không biết mình có thể đi ra được cái khỏi cái phòng này hay không. Bao lâu thì em mới ra khỏi phòng? 45 ngày anh. 45 ngày giành giật sự sống. Trong suốt thời gian mà em nằm trong bệnh viện là ba nuôi. Dạ, thì hồi đó là khi mà em bị tai nạn xuống là các chú ở trong này thì đưa em đi cấp cứu. Còn cha em thì đang ở ngoài quê Thanh Hóa đó. Thì khi nghe được tin thì cha em mới tức tốc bắt xe lên đường vào trong đây. Hồi đó là đi 2 ngày 3 đêm mới vào tới. Thì vào đây là cha ba em ở lại túc trực để cho em điều trị trong này. Con thấy má Từ như mới khóc đúng không? Nghe về cái cuộc đời của con rể mình. Ở đó giờ có nghe không? Đó cũng có kể mà nghe chưa má Từ nghe. Giờ má Từ mới nghe. Ừ. Thấy tội nghiệp con rể mình không? Tội nghiệp đó con. Bây giờ tội nghiệp lắm chứ. Ban đầu á, má Từ chắc đâu có đồng ý cho con gái mình. Đúng vậy. Đến như làm đúng không? Đúng. Nhưng mà vì sao má Từ lại chấp nhận và thay đổi cái ý nghĩ của mình? Thì má Từ lên đây thấy con, thấy nó cũng hiền, thấy cũng dễ thương. Dạ. Yeah. Má vậy mới chấp nhận. Dạ. Rồi đầu thì mẹ không chấp nhận. Nhưng mà phải chi mà ở đây mà có ba của Lâm. Dạ. Yeah. Hay có mẹ thì cái bữa cơm mình nó sẽ ấm cúng đầy đủ hơn. Em có muốn có ba mẹ ở đây không? Dạ, em cũng rất là mong. Thỉnh thoảng ba mẹ em cũng hay vào đây để thăm vợ chồng, mà cũng có những bữa cơm. Nhưng mà lúc ba mẹ vào thì lại không có mẹ ở đây. Ừ. Thôi thì hôm nay anh có một món quà để mà tặng đến vợ chồng Lâm. Dạ. Nha. Lâm với Thơ, bố mẹ cũng muốn nói với các con. Ở nhà bố mẹ cũng rất nhớ các con và theo dõi cái chương trình của các con. Bố thấy các con cũng bình an, hạnh phúc. Bố mẹ rất mừng và chúc bố mẹ, chúc các con luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tốt đẹp và những công việc tốt đẹp. Và cố gắng xin em bé cho bố mẹ ấm bồng, cho bố gửi lời thăm hỏi sức khỏe của bà Xuôi. Dạ, cũng chúc hai con vui vẻ và hạnh phúc. Dạ, cảm ơn con dâu đã thương chồng con, chăm sóc chú đáo. Bố mẹ có dịp vào thăm các con. Và bố mẹ ở nhà luôn mạnh khỏe, bình an. Các con yên tâm nhé. Dạ. Chị và chương trình đã cho vợ chồng em một cái món quà rất là ý nghĩa. Mấy tháng cả năm nay là tụi em, bố mẹ cũng không vào đây. Em nhớ bố mẹ không? À, nhớ. Tụi em rất là bất ngờ với món quà này. Cái chuyện tình của các bạn nó còn hơn cả một cái chuyện tình trong cổ tích nữa. Chị chỉ xin nói lời cuối cùng, đó là
cảm ơn cuộc đời này vẫn còn cho chúng ta được những con người đáng trân trọng như thế này. Tất cả nghị lực của Lâm, tình yêu thương của Thơ, tấm lòng của cha mẹ hai bên đều là những cái điều quý giá và đáng trân trọng ở trong cái cuộc sống này. Và cuộc đời chúng ta còn nhiều điều tươi đẹp lắm, nên là cứ như thế mà sống thôi, cứ cười với cuộc đời và cứ tiếp tục cuộc sống của mình. Và những cái hoài bão của tụi em chắc chắn là sẽ thực hiện được. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Bây giờ thì anh Quốc Thuận và Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.